Mọi người, trong cái món tôm kho với lại trứng cút mình vừa thực hiện xong ạ, rất là đơn giản thôi nhưng mà ăn rất là thơm ngon hao cơm lắm nhé mọi người. Hello, xin chào mọi người nhé. Cảm ơn mọi người đã ghé thăm kênh của mình ạ. Thì hôm nay mình lại vào bếp làm cái món tôm kho với lại trứng cút đó mọi người ơi. Đây, tôm mình đã làm sạch cái phần đầu, cắt bỏ chân này, làm sạch cái phần chỉ này, sống lưng của nó đây. Đó, còn đây là trứng cút thì mình đã luộc lên rồi, mình bóc vỏ và rửa sạch nhé. Rồi, đầu tiên là mình sẽ ướp sơ qua cái phần tôm này á mọi người. Đây, mình cho vào đây một ít cái nước mắm này. Cho một ít cái nước mắm thơm ngon luôn. Đó, cho 2 thìa nước mắm nhỏ nhỏ như vậy. Cho một ít cái bột ngọt. Cho một ít cái hành tỏi khô vào. Đó, mình ướp đơn giản như vậy thôi. Trộn đều đi là mình ướp một lát nhé. Đây rồi, mình cho ít thìa dầu ăn vào cái chảo này nhé. Đây, mình sẽ cho vào đây một ít cái đường này, mình thắng nước màu này. Đây, mình sẽ cho 4 cái thìa nhỏ nhỏ này. Đây, cho thêm một ít nữa. Đây, nó bắt đầu sủi cái bọt đường lên này. Đây, sủi cái bọt lên hơi vàng vàng như thế này, mình sẽ cho cái hành tỏi khô vào. Đó, mình cho hành tỏi khô vào, mình phi cho nó thơm lên, vàng thơm thế này. Mình sẽ cho cái tôm đã ướp lúc nãy vào này. Đây. À, mình cho tôm vào, mình đảo qua cho tôm nó xe lại cho nó thơm ngon. Làm thế này mình kho cho nó thơm ngon đó mọi người. Rồi, mình đảo sơ qua tôm như vậy là mình cho tiếp cái phần trứng cút vào này. Mình cho trứng vào, mình xào chung. Mình lăn qua lăn lại một lát cho nó thơm ngon lên là mình mới cho nước vào mình kho. Đây rồi, mình chỉ cần đảo qua đảo lại như vậy một lát cho nó thơm ngon lên là mình sẽ cho thêm nước vào mình kho nhé. Mình sẽ cho nước sôi nhé, cho nước sôi để kho nó thơm ngon. Đây, nước sôi mình chử trong phích này. Mình chỉ cần cho nước xăm xấp thôi, mình không cần cho nhiều nước đâu. Đây là mình sẽ nêm lại cho nó vừa khẩu vị nhé. Đây, mình cho thêm một ít cái muối ăn này. Đó, lúc này ướp với lại nước mắm, bây giờ cho thêm ít muối ăn. Cho thêm một ít cái bột ngọt nữa. Đây, mình sẽ đậy nắp vung lại mình kho nhé. Kho cho nó đảm bảo. Đây, cái nồi tôm kho với lại trứng cút của mình như thế này là được rồi đấy mọi người ơi. Đó, mình sẽ kho cho nước nó sệt như thế này này. Để lại ít cái thìa nước mọi người nhé. Để lại ít thìa nước kho. Ăn cho nó đậm đà, món ăn nó sẽ không bị khô. Đây, trứng cút này. Rất là thấm vị, ngon luôn. Thơm ngon lắm. Đây, cái tôm mình kho kiểu này thì ăn rất là ngon. Này, tôm nhá. Tôm kho trứng cút, món ăn rất là ngon cơm luôn. Mình kho được cái này là mình sẽ cho một chút cái hành lá cắt ngắn này. Đó, kèm theo một quả ớt mình cũng thái ra mình cho vào đây. Cho vào cho nó chút có chút cái màu sắc. Đó, cái món kho của mình đơn giản như vậy thôi. Đó, mình cho chút hành lá với ớt vào là mình tắt bếp thôi. Đó, mọi người, trong cái món tôm kho với lại trứng cút mình vừa thực hiện xong này, cho ra đĩa này. Rất là đơn giản thôi nhưng mà ăn vô cùng là thơm ngon hao cơm lắm nhé mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video ạ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.